Vitamin A là gì? Vai trò và nguồn cung cấp của vitamin A cho cơ thể. Vitamin A là một trong các loại vitamin cực kỳ quan trọng với cơ thể. Cùng với canxi và vitamin D thì vitamin A là thành phần quan trọng cho sự phát triển của xương, tốt cho mắt và có tác dụng trong quá trình làm đẹp. Sau đây mời các bạn tìm hiểu thêm về vitamin A. Vitamin A hay còn gọi là zeaxanthin là chất có màu vàng, hòa tan trong chất béo, hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh trong cơ thể, có tác dụng hỗ trợ về mắt phát triển thị lực, tăng cường hệ miễn dịch, trị mụn. Có trong thành phần của các sản phẩm chăm sóc da, sữa công thức, thuốc bổ sung vitamin A, gan như gan bò, gan lợn, gan gà, gan cá, lòng đỏ trứng như trứng gà và trứng vịt, bơ và phô mai. Vai trò của vitamin A đối với sức khỏe. Vitamin A cần thiết cho thị lực, giữ gìn chức phận của tế bào biểu mô trụ. Trong máu, vitamin A sẽ chuyển thành retinol, có tác dụng hỗ trợ võng mạc. Nó còn góp phần vào sự phát triển của xương. Retinol còn cho hiệu quả chăm sóc da tốt. Nó giúp chống lão hóa da, cải thiện tổn thương da do nắng, điều trị mụn trứng cá. Một số biểu thị khác của cơ thể khi thiếu hụt retinol: suy giảm miễn dịch, giảm chiều dày của lớp vảy ở da, tức các biếu nhỏ màu trắng ở nang tóc, bệnh da gà, keratin hóa lớp biểu mô ở hệ hô hấp, bàng quang, v.v. Phụ nữ mang thai và cho con bú, vitamin A giúp tăng cường hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất. Thiếu vitamin A thì trẻ sinh ra dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Đối với phụ nữ mang thai, cần cẩn trọng vì có thể gây ngộ độc gan và dị tật thai nhi. Tránh dùng vitamin A hay các chế phẩm tổng hợp cùng loại như isotretinoin với liều cao cho phụ nữ có thai. Vitamin A có trong sữa mẹ. Khi cho con bú, để tăng cường vitamin A, các bà mẹ cần dùng hàng ngày từ 4.000 đến 4.330 IU vitamin A. Với trẻ em, thiếu vitamin A có thể dẫn đến khuyết tật về mắt, sức khỏe hô hấp và cả suy giảm miễn dịch. Trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi, nhu cầu vitamin A ngày là khoảng 350 đến 500 microgram một ngày. Nguồn vitamin A tức zeaxanthin trong sữa mẹ có thể đảm bảo nhu cầu vitamin A của trẻ khi được bú sữa mẹ hoàn toàn ít nhất 6 tháng đầu đời. Trong sữa mẹ chứa khoảng 400 đến 700 microgram trên 1 lít vitamin A. Nguồn cung cấp vitamin A cho cơ thể. Vitamin A có nhiều trong gan, bò, lợn, gà, cá, lòng đỏ, trứng gà và trứng vịt, bơ, phô mai, cà rốt. Sữa cũng là nguồn cung cấp vitamin A, gồm cả sữa tươi và sữa công thức. Sữa mẹ là nguồn cung cấp vitamin A hiệu quả và an toàn cho trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh. Những lưu ý cần thiết khi bổ sung vitamin A. Khác với beta-carotenoid, khá an toàn với cơ thể khi bổ sung, vitamin A có thể gây ngộ độc nếu dùng ở liều cao. Việc bổ sung vitamin A chỉ ứng dụng cho những người thiếu hụt vitamin A. Quá liều có thể dẫn tới ngộ độc vitamin A, gây buồn nôn, vàng da, dị ứng, chứng biếng ăn, nôn mửa, nhìn mờ, đau đầu, tổn thương cơ và bụng, uể oải, thay đổi tính tình, v.v. Khi dùng bất kỳ một loại thuốc nào khác và muốn bổ sung vitamin A tức retinol thì cần tham khảo tư vấn của bác sĩ. Vitamin A là một dạng vitamin quan trọng với cơ thể, có nhiều công dụng đối với mắt, tăng cường hệ miễn dịch, nhưng nó không được phép bổ sung tùy tiện hay quá liều để tránh gây ngộ độc. Hiểu và nhận biết chính xác về retinol, chúng ta sẽ ứng dụng tốt hơn vitamin A cho sức khỏe cá nhân và gia đình.